51 Story mến chào các quý vị thính giả. Thời kỳ Tam Quốc, thế lực Cát cứ khắp nơi trỗi dậy phân tranh, vó ngựa binh đao không ngừng quần thảo với hàng trăm hàng nghìn trận chiến, chứng kiến sự nổi danh của biết bao anh hùng trong thiên hạ. Thắng thua là chuyện thường của nhà binh, mỗi danh tướng dù tài giỏi đến đâu cũng không thể đảm bảo bách chiến bách thắng, như đương thời xưng Triệu Vân là thường thắng tướng quân, nhưng thực tế ông cũng từng nhận thất bại. Bên cạnh đó, cũng có nhân vật bị gọi là thường bại tướng quân, đánh trận chưa từng chiến thắng, nhưng lại hay giết được chủ tướng của phe địch. Vào giai đoạn cuối Đông Hán, người này tuy chẳng phải nhân vật tiếng tăm gì, nhưng lại có ảnh hưởng nhất định tới thời cục, đó chính là đại tướng Hoàng Tổ của Lưu Biểu. Hoàng Tổ xuất thân trong gia đình thế tộc ở Kinh Châu thời Đông Hán. Lớn lên, ông làm chức quan nhỏ ở địa phương. Khi Lưu Biểu được Đổng Trác cử đến trấn nhiệm Kinh Châu, Hoàng Tổ trở thành bộ tướng của Lưu Biểu, phụ trách thủy quân, trấn thủ Giang Đông. Năm 190, Đổng Trác bại trận, liên minh 18 lộ chư hầu tan rã, Lưu Biểu về phe với Lưu Thiện, còn Tôn Kiên theo Viên Thuật. Tôn Kiên được mệnh danh là một trong những mãnh tướng mạnh nhất vào cuối thời Đông Hán, là người đặt nền móng xây dựng nên nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tôn Kiên người Phú Xuân thuộc Ngô Quận, mẹ ông là Tôn Bạch Hà, sinh năm 120 mất năm 156, chết từ hồi Tôn Kiên mới 2 tuổi. Cha ông là Tôn Huyền, sinh năm 116 mất năm 190. Vì vợ đã chết nên đã lấy Lưu Cẩm Trang, sinh năm 136 mất năm 211, làm người vợ kế để chăm sóc ông. Theo Tam Quốc Chí, ông là hậu duệ của danh tướng Tôn Võ thời Xuân Thu và nhiều đời làm quan. Tuy nhiên có ý kiến nghi ngờ về dòng dõi Tôn Vũ và cho rằng chỉ chắc chắn Tôn Kiên là dòng dõi thế tộc nhiều đời. Lớn lên, Tôn Kiên được làm chức lại trong huyện, tính tình khoáng đạt, thích kết giao với các hào kiệt. Năm 17 tuổi, tức năm 171, ông cùng cha đi thuyền đến sông Tiền Đường. Trên đường đi gặp một toán cướp Hồ Ngọc đang cướp tiền của các nhà buôn và chia chác với nhau trên bờ. Mọi người trên thuyền đều sợ không dám tiến lên, Tôn Kiên tỏ ý định đánh cướp. Dù cha đã can không nên mạo hiểm nhưng Tôn Kiên vẫn xách dao nhảy lên bờ. Vừa chạy vừa cầm dao chỉ đông chỉ tây như đang chỉ huy mọi người nghe hiệu lệnh. Bọn cướp biển thấy vậy tưởng rằng có quân triều đình đến bắt, liền vứt hết tiền của bỏ chạy. Tôn Kiên thừa thế đuổi theo, chém chết một tên cướp. Từ vụ việc này, ông trở nên nổi tiếng, được quan phủ trong quận phong làm hiệu úy. Trong liên quân thảo phạt Đổng Trác chỉ có hai người thật lòng muốn đánh Đổng Trác trừ hại cho thiên hạ là Tôn Kiên và Tào Tháo, nhưng hai người này cũng gặp không ít gian nan. Nếu như Tào Tháo hô hào không được ai hưởng ứng, xuất kế đánh địch không có ai ủng hộ, bị đám chư hầu chỉ biết nói suông kia làm cho tức chết, thì Tôn Kiên cũng không khá hơn. Ông bị đám người cùng trận tuyến khinh thường coi rẻ, không cấp quân lương, không hỗ trợ. Thế nhưng cách mà Tào Tôn phản ứng lại cũng khác nhau, Tào Tháo nói không ai nghe cũng không biết làm sao, thua trận thì quay về căn cứ. Còn Tôn Kiên thua thì phải đánh cho thắng mới dừng, kẻ nào không chịu hỗ trợ, không chịu phối hợp thì phê bình nghiêm khắc, thậm chí tiêu diệt. Tôn Kiên càng đánh càng dũng mãnh, Đổng Trác thấy thanh thế Tôn Kiên lớn mạnh rất lo lắng, lại sai tướng là Lý Thôi đến xin kết thân, sắp đặt con em của Tôn Kiên giữ chức thứ sử, quận thú, hứa sẽ dâng biểu xin dùng họ. Tôn Kiên thẳng thừng từ chối, rồi đem quân đến Đại Cốc cách Lạc Dương 90 dặm. Đổng Trác thấy Tôn Kiên áp sát kinh thành, bèn đích thân ra trận, giao chiến với Tôn Kiên một trận nhưng bị đánh bại. Sau đó, Đổng Trác cưỡng bức hàng trăm vạn dân Lạc Dương bỏ kinh thành về Trường An. Trước khi đi, Đổng Trác hạ lệnh đốt cháy cung thất ở Lạc Dương, đào bới hết lăng mộ, lấy vật báu. Tôn Kiên tiếp quản Lạc Dương, ông ra lệnh cho quân sĩ quét dọn tông miếu nhà Hán và cúng tế. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi đóng quân ở Lạc Dương, Tôn Kiên tìm được ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán vốn thất lạc. Sau khi có ngọc tỷ, Tôn Kiên giấu mang về căn cứ để lập nghiệp riêng. Việc đó bị Viên Thiệu phát hiện, Thiệu đòi ngọc tỷ nhưng Tôn Kiên chối rằng mình không bắt được ngọc tỷ. Thiệu bèn viết thư cho Lưu Biểu xui chặn đường ông về Giang Đông bắt nộp ngọc tỷ. Cuối cùng Tôn Kiên bị mắc mưu Lưu Biểu nên khi trên đường qua sông đã bị phục kích trúng tên mà chết. Tuy nhiên, cái chết của Tôn Kiên theo mô tả của sử sách và La Quán Trung lại không phải như vậy. Theo sử liệu, Lưu Biểu làm thứ sử Kinh Châu giáp địa bàn với Viên Thuật. Năm 191, Viên Thuật lại sai Tôn Kiên mang quân đánh Lưu Biểu. Xung đột giữa hai bên bùng nổ. Quân Tôn Kiên từ Dự Châu kéo tới Tương Dương. Lưu Biểu sai Hoàng Tổ mang quân ra địch. Hoàng Tổ mang quân sang sông Hán Thủy, đóng ở đất Phàn, đất Đặng đón đánh Tôn Kiên. Tôn Kiên giao tranh đánh bại Hoàng Tổ. Hoàng Tổ phải vượt sông bỏ chạy, rút về thành Tương Dương cùng Lưu Biểu. Tôn Kiên sang sông đuổi theo, bao vây thành Tương Dương, thuộc Nam Quận. Lưu Biểu và Hoàng Tổ đóng cửa thành cố thủ. Ban đêm, Hoàng Tổ theo lệnh của Lưu Biểu, bí mật ra khỏi thành thu thập quân sĩ chạy tản mát. Hoàng Tổ thu thập được một số quân, quay trở lại thành thì đụng độ với Tôn Kiên. Hai bên giao tranh một trận nữa, Hoàng Tổ lại bị Tôn Kiên đánh bại một lần nữa, phải dẫn quân bỏ chạy. Tôn Kiên mang quân đuổi theo. Khi Hoàng Tổ chạy đến Hiệp Sơn thì Tôn Kiên đuổi kịp. Hoàng Tổ rút quân vào trú trong rừng trúc, đợi Tôn Kiên đuổi lại gần, bèn lệnh bắn ra.
bộ tướng của Hoàng Tổ nấp trong rừng trúc bắn tên trúng Tôn Kiên. Tôn Kiên vì vết thương do tên bắn mà tử trận. Năm đó Tôn Kiên mới 37 tuổi. Năm 199, Tôn Sách đem quân đánh Hoàng Tổ để báo thù cho cha. Hoàng Tổ đương nhiên không phải đối thủ của Tiểu Bá Vương, Giang Đông. Dù thắng lớn nhưng Tôn Sách vẫn không thể giết được Hoàng Tổ. Đến năm 203, Tôn Quyền sau khi tiếp quản Đông Ngô tiếp tục mang theo tướng quân Lăng Tháo dẫn quân sang Giang Hạ đánh Hoàng Tổ. Cũng như mọi lần, Hoàng Tổ lại bại trận, phải bỏ thuyền lớn lên thuyền nhỏ chạy trốn. Lăng Tháo thúc quân đuổi theo nhưng bị trúng tên chết. Tôn Quyền buộc phải lui quân. Phải đến lần khi Tôn Quyền dẫn những vị tướng giỏi nhất Đông Ngô như Chu Du, Lã Mông, Cam Ninh, Lăng Thống mang quân đánh Giang Hạ lần thứ ba vào năm 208 mới bắt được Hoàng Tổ và giết chết. Thời điểm đó Hoàng Tổ cũng đã cao tuổi. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.